và cảm ơn hai MC chúng tôi rất dễ và cảm ơn những tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị đã gửi gắm cho hai họ. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy gặp gỡ với chủ môn của hai MC và chúng ta sẽ gặp vị đại diện của hai MC đó chính là ông đặng gia viễn sẽ đại diện cho hai MC sẽ có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý vị quan khách trong buổi tối ngày hôm nay trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin kính mời ông. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt và sâu sắc vừa rồi của vị đại diện của hai họ đã gửi gắm tới cô dâu chú rể và gửi gắm tới toàn thể quý vị khán giả buổi chiều hôm nay. Vâng, tiếp theo chương trình thì ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hãy tiếp cận đặc biệt của các chú cô để lại những buổi chiều hôm nay chính thức về tiệc buổi chiều hôm nay. Và tiếp theo xin mời cô dâu chú rể sẽ nâng những ly rượu hiếu rượu tình lên cha mẹ bên chồng.